Đền Hoạt Phu tọa lạc phía dưới chân núi Phu Cao, tỉnh Chăm Pa Sắc, cách sông Mekong chừng 6 km, cách thủ đô Viêng Chăn 670 km về phía nam. Theo các nhà sử học, Hoạt Phu là ngôi đền xưa nhất ở nước Lào, được xây dựng từ thế kỷ thứ 5, từng là trung tâm của đạo Hindu thờ thần Shiva. Đến thế kỷ thứ 13, Hoạt Phu trở thành trung tâm của Phật giáo tiểu thừa tồn tại cho đến ngày nay và trở thành một trong những nơi lưu giữ các giá trị về lịch sử và văn hóa ở Lào. Nơi đây còn là kinh đô đầu tiên của Vương quốc Chăm Lạp. Bắt đầu từ thế kỷ 21, ngọn núi với dòng suối thiên ở phía sau ngôi chùa trở thành trung tâm thờ phụng và thiền định của các tu sĩ. Các nghi lễ tế thần hàng năm được tổ chức và diễn ra dưới chân núi. Các nhà khảo cổ kết luận rằng thời đó đã từng tồn tại một con đường nối Hoạt Phu với kinh đô Angkor, cách đó khoảng 100 km. Giống như hầu hết các ngôi đền Khmer, Hoạt Phu quay mặt về hướng đông và nằm phía dưới chân một ngọn núi, lối thiết kế đặc trưng mang phong cách Khmer. Kiến trúc của đền Hoạt Phu mang dáng dấp của văn hóa Angkor. Các bức tường bao quanh được xây dựng bằng đá ong, riêng bức tường ở phía trong đền được xây dựng bằng đá sa thạch. Những phần có giá trị còn lại của đền Hoạt Phu là các bức phù điêu chạm trên tường với các kiểu dáng của văn hóa Angkor. Dù đã bị tàn phá bởi thời gian cũng như chiến tranh, nhưng Hoạt Phu vẫn được xem là một trong những địa điểm lưu giữ các giá trị văn hóa lịch sử của Lào. Quả thật, khi đến đất nước Triệu Vôi, được chiêm ngưỡng những công trình này, tất cả mọi người đều trầm trồ khen ngợi, không chỉ là mang dấu ấn về lịch sử mà còn là dấu ấn về kiến trúc nghệ thuật của văn hóa xưa. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại tỉnh Chăm Pa Sắc, một cái tỉnh phía nam của nước Lào. Và hôm nay thì đồng hành với lại Bùi Hồ đó là anh Phẩm. Anh Phẩm là người con của đất Võ Bình Định cô bác quý anh chị. Anh qua đây thì cũng sinh sống khá là lâu hả anh Phẩm? Đúng rồi, sống được 13 năm. 13 năm. Chăm Pa Sắc tại Lào. Dạ. Cái công việc hàng ngày của anh Phẩm là qua bên đây làm cái công việc kinh doanh đó cô bác quý anh chị. Thì anh biết mình là một người Việt qua đây để mà thăm về người Việt Nam nè, tại đất nước Lào cũng như là thăm một số di tích danh lam thắng cảnh tại Lào đó. Thì hôm nay địa điểm anh em mình đang đứng là ở đâu vậy anh Phẩm? Ở đây là thành phố Chăm Pa Sắc. Dạ. Là của đây là đền Hoạt Phu. Dạ. Thuộc tỉnh Chăm Pa Sắc, một trong những cái đền thuộc phía tây nam nước Lào. Đây là cái đền, một ngôi đền được có lâu đời từ hàng nghìn năm trước công nguyên, từ thế kỷ thứ 5. Và đến bây giờ là, và lúc xưa là đền thuộc đạo Hindu mà lâu đời, nên bữa nay là lấy cái tàn tích này thì bây giờ phục vụ cho đạo Phật thuộc giới tiểu thừa tại Lào. Có nghĩa là em nghe nói là đây là thành phố Chăm Pa Sắc thuộc tỉnh Chăm Pa Sắc là như thế nào hay anh ha? Thành phố Chăm Pa Sắc thì lúc xưa thì ở đây là cái thành phố, hồi xưa là thành phố Chăm Pa Sắc là nằm tại tỉnh Chăm Pa Sắc này. Sau này lại mới dời thành phố sang ở là một cái nơi khác để thuận tiện cho cái việc mà giao lưu buôn bán. Thì bây giờ là cái thành phố mới gọi là thành phố Bạc Xế. Nhưng mà cái tên của thành phố cũ là vẫn đặt địa danh cũ này là huyện Chăm Pa Sắc, thuộc tỉnh Chăm Pa Sắc. Nhưng mà cái thành phố mới là bây giờ là thuộc là thành phố Bạc Xế. Có nghĩa là như thế này nè cô bác quý anh chị. Trước đây thì tỉnh lỵ của tỉnh Chăm Pa Sắc là huyện Chăm Pa Sắc này luôn. Thì sau này tỉnh lỵ mới về lại, giờ lại Bắc Xế. Và hiện nay thì thành phố mới đó là thành phố Bắc Xế, tỉnh Chăm Pa Sắc. Đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Và nghe anh nói là cái từ là cái đền này khá là linh thiêng, có từ hàng ngàn năm rồi. Và em được tìm hiểu một số thông tin rằng á, là cái ngôi đền này nó có sự liên thông với lại một cái đền cách đây khoảng hơn 100 km, đó là đền thờ Angkor của người Khmer cổ. Đúng rồi. Thì cái mối liên hệ là thứ nhất là về rất là cổ, là khoảng hơn 1.000 năm nè. Thứ hai là sự linh thiêng. Thì cái ngôi đền này là có lịch sử lâu đời là của thần là Shiva, là một vị thần là vua của vạn vật. Và ngôi đền này là nó có rất lâu đời và nó linh thiêng, là có nghĩa là mình thành tâm đến ngôi đền này thì mình phải có cái lòng thành để mình cần xin những cái gì mà về vấn đề là mình phải về trong đề cuộc sống, về sức khỏe, tài lộc, con cái. Thì ngôi đền này thì chủ yếu là về, nếu mà cái tín ngưỡng tôn giáo thì họ phải thật sự tin vào vị thần này thì mình mới xin được cái điều đó. Và nhắc lại một lần nữa là ngôi đền này là của xưa kia là đạo Hindu, và thần Shiva là ngôi đền này là thần Shiva là tọa lạc trên ngôi đền này. Dạ. Có nghĩa là ngôi đền này trước đây được xây dựng để thờ đạo Hindu. Có nghĩa là thần Shiva
rồi thằng Rama, thằng Vishnu đúng không anh? Đúng rồi. Là ba vị thần tối cao của Hindu giáo. Thì sau này đạo Phật giáo mới phát triển và người ta sẽ thờ đạo Phật. Và hiện nay vì cái sự linh thiêng đó nên rất là nhiều du khách đi đến đây đều đến Chăm Ba Sắc, chưa đến ngôi đền Vạch Phu này thì coi như là chưa đến Chăm Ba Sắc. Chưa đến Chăm Ba Sắc. Vạch Phu, Vạch có nghĩa là gì anh ha? Vạch có nghĩa là chùa. Dạ, còn Phu? Phu có nghĩa là núi. À, Vạch Phu là chùa trên núi. Đó là một ngôi chùa trên núi, nó giống như là ở Campuchia thì có là Angkor Wat. Angkor Wat có nghĩa là một cái Angkor của chùa thờ luôn á. Thì như vậy đi, thôi bây giờ không nói nhiều, mời cô bác quý anh chị cùng Bùi Hồ với lại anh Phẩm qua đây trao đổi một chút xíu về cái ẩm thực của người Lào hay anh Phẩm ha. Thì em khá là bỡ ngỡ khi mà người Lào họ dùng cơm á, họ không ăn gạo giống như mình mà họ sẽ ăn nếp, ăn xôi, ăn xôi. Dạ. Uống của người Lào là đa số là họ dùng nếp xôi với các món chính là món nướng chiên, các nướng nấu chiên giống như là đây là cá. Các món thường dùng thường ngày như là cá và thịt, thịt heo nướng, thịt bò nướng và các loại xúc xích, các loại con trùng giống như ếch nhái. Ở đây là con nhái hả? Đây là con nhái, đây là con nhái. Cái này là các món trái như là nấm và măng, các món ăn thường ngày của người Lào. Ở đây còn xin nói thêm là ở Lào đây thì các bạn nếu mà qua Lào ăn thì có đi tham quan du lịch thì các bạn hãy nhớ là nếu mà ăn thì ai không ăn được cay thì sẽ nhớ dặn với chủ quán. Bây giờ ở đây họ phong tục ăn rất là cay, các món rất là cay. Dạ. Nhưng mà họ ăn thì họ không sử dụng muỗng giống như không sử dụng đũa giống như Việt Nam mình ha anh. Đúng rồi. Có một số thôi sử dụng đũa giống như Việt Nam rồi, cũng sử dụng cơm giống như Việt Nam. Nhưng mà có một số thì họ ăn theo phong tục cũ của người bản địa thì họ vẫn dùng tay. Dạ. Có nghĩa là bóc nấm đó. Đúng rồi, bóc nấm, cơm nấm á. Dạ. Đây là một số ẩm thực rất là phổ biến tại đất nước Lào. Thường thì một cái sâu ếch nhỏ nhỏ như thế này là bao nhiêu tiền anh ha? Một sâu này Tony ca bắt thật đây. Ồ. Theo giá cả ở đây thì một sâu thịt như thế này tầm 10.000 kíp là khoảng 15.000 tiền Việt Nam đồng. À. Nhưng mà em thấy hay là họ thường dùng những cái thanh tâm nhỏ nhỏ như thế này nè, hoặc là họ quấn bởi những cái dây này nè, mình nhìn thấy nó dễ thương. Nhưng mà cái này họ không khói hay là họ nướng thẳng trực tiếp lên này? Cái này là họ sẽ phơi khô và nướng trực tiếp. Dạ. Phơi khô rồi họ nướng trực tiếp, họ làm sẵn, họ phơi khô 2 đến 3 nắng và treo như thế này để khi nào mình muốn ăn là mình sẽ nướng treo lên là nó lấy khói ở dưới đúng này lên không, đúng không? Không cần, họ treo đó là để khô thôi. Họ treo đó để khô thôi, còn không cần phải nướng khói giống như Việt Nam. Khi nào nướng là nướng trực tiếp như thế này. Treo để khô rồi mình ăn luôn. Đúng rồi, ăn luôn. Ôi là không qua nướng luôn? Không, treo để khô rồi mình nướng như thế này. Dạ. Mình bỏ xuống nướng chứ không phải là treo gác bếp giống như người Tây Bắc nữa. Ở Tây Bắc thì mình có treo gác bếp. Đúng rồi. Dạ. Thì hôm nay thì mình với lại anh Phẩm, một cái người gọi là coi như là anh là một người hướng dẫn viên người Việt tại Lào với cô bác quý anh chị. Thật ra cái công việc của anh đó là anh kinh doanh. Thì nếu như mà cô bác quý anh chị nào mà có về ngay tại thành phố Bách Xới á, thì có đặt chân đến Lào ngay tại thành phố Bách Xới, tỉnh Chăm Ba Sắc, thì có thể liên hệ đến Bùi Hồ hoặc là liên hệ đến anh Phẩm để anh sẽ là một hướng dẫn viên tình nguyện cho cô bác quý anh chị, rất là nhiệt tình luôn. Bùi Hồ rất là ấn tượng nhiều với lại người con đất Bình Định, bởi vì đất võ nè, rồi ở đó có nhà thơ Hàn Mặc Tử, thậm chí là có những cái con người Bình Định á, họ rất là dễ gần, dễ mến và thân thương luôn. Thì đây lên đó là khoảng bao nhiêu từ đây bao nhiêu mét ha? Bây giờ là mình đang đi vào để mà đi lên ngôi đền, thì từ đây từ cổng đi vào đền thì tầm 1 km. Dạ. Em thấy xa xa là có một cái thùng như vậy, là cái đó là để làm gì anh? Đựng rác hay sao? Cái này là thùng đựng rác của thùng đựng rác làm bằng cao su. Cái này là cao su hả? Cao su. Họ tận dụng cái này để mà làm thùng rác để tránh trường hợp lãng phí. Dạ. Tái chế. Anh
nhận định về cái con người người Lào như thế nào sau bao nhiêu năm sống ở Lào đó, thì anh thấy người Lào như thế nào hay anh? Theo mình thì ở đây cũng được mười mấy năm rồi, nhưng mà mình nhận định người Lào là con người rất là thật thà, chất phác, là một người rất là dễ thương, dễ mến, nên cũng mong là các quý anh chị mà có cơ hội thì nên sang Lào tham quan du lịch để mà biết về cái dân lam thắng cảnh và biết được về con người Lào là như thế nào. Thì con người rất là dễ mến. Ở đây là chúng ta tới có mua hai vé, thu sót điểm kiểm soát vé. Đây là anh thu sót vé. Nhìn người Lào hiền hiền sao á, rất là dễ thương, dễ mến. Ok. Đây là giống như chiếc xe ba gác ở Việt Nam, người ta sẽ gọi là chiếc xe túc túc. Và chiếc xe túc túc này nó khác so với chiếc xe lọ. Xe gì à? Anh, lọ gì? Xe xám lọ. Xám lọ, à. Bây giờ mình sẽ lên đây đi ha. Xong này họ sẽ đưa mình đi lên một ngôi đền. Dạ. Họ có đưa lên như thế này thì họ có tính cái chi phí mình không anh? Không, chi phí là nó bao gồm trong vé mình đi mua rồi. Dạ, vé này thì mỗi một vé như thế là 50.000 kiếp cô bác quý anh chị. Thì nó khoảng tương ứng với lại 75.000 tiền Việt Nam so với thời điểm hiện tại. Chứ lúc trước đây á thì 50.000 kiếp thì nó khoảng là 150.000 tiền Việt Nam. Tiền kiếp thì hiện nay thì đã giảm giá rồi. Và thông tin với cô bác quý anh chị, đền Bạc Phu là một trong những cái đền khá là linh thiêng và nổi tiếng bậc nhất tại Lào. Sau cánh đồng chum anh ha, với lại cố đô cũ của Lào là tỉnh gì anh? Luang Prabang. Đây là cái hồ gì đây anh? Đây là cái hồ mà lúc xưa thì cái hồ này giống như là đào họ làm cái hồ này để mà cho nó với cái phong thủy của cái nơi mà thần ở đây á. Thì họ đã có một hồ này để mà làm phong thủy. Hồ phong thủy. Trước đây em cũng có về lại Siem Reap, tỉnh Siem Reap của Campuchia. Thì em được một lần đặt chân đến, may mắn đặt chân đến đền thờ Angkor Wat của Campuchia. Thì ở trước đền thờ cũng có một cái hồ nước giống như thế này, và họ dùng để mà cho vua chúa đồ đó anh, để mà tắm rửa đồ đó. Nhưng mà em rất là bỡ ngỡ là đất nước Lào trải dài từ Bắc đến Nam đều là đồi núi, nhưng mà cái cuộc sống từ đó thì ảnh hưởng đến là cái văn hóa của họ luôn. Họ rất là hiền đúng không anh? Đúng rồi. Và họ rất là ít kinh doanh, họ chỉ làm cái gì ra họ bán trao đổi với nhau thôi đúng không anh Phật? Lúc xưa thì chưa có các nước du nhập vào Lào, thì cơ bản người dân bản địa là làm ăn và trao đổi hàng hóa với nhau là chính. Sau này đất nước phát triển hội nhập thì đất nước Lào có các nước, các nhà đầu tư mới vào đầu tư, thì con người Lào trở nên là nói chung là có công ăn việc làm và có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế hơn. Đây là con đường đang đi dẫn vào cái ngôi đền Bạc Phu. Dạ. Ở xa xa kia là em thấy được cái dấu tích của cái ngôi đền cổ. Theo được một số thông tin thì cũng như là anh Phẩm chia sẻ thì ngôi đền này có niên đại gần 1.000 năm. Tuy rằng cái kiến trúc của ngôi đền thì so với đền thờ Angkor Wat thì nó không bằng, nhưng mà về cái độ cổ kính, về cái độ linh thiêng thì nó cũng tương tự như là đền thờ Angkor Wat các cô bác anh chị. Người Lào thì họ rất là nổi tiếng với lại cái ngành gọi là ngành thổ cẩm, ngành dệt, và thậm chí là những cái công nghệ mà tơ tằm đó của người Lào họ làm rất là công phu. Anh có thể giới thiệu cho em biết và mọi người biết này. Rồi, xin giới thiệu với các bạn. Đây là những cái tấm vải thổ cẩm được dệt thủ công. Và cái này là cái phong tục của người Lào, là người phụ nữ Lào, thậm chí cả người đàn ông Lào khi mà có lễ hội hoặc là những cái vấn hay và những cái sinh hoạt trong hàng ngày, họ đều mang những cái này để mà họ
mặc giống như là Sài Gòn, một Sài Gòn giống như là quần của người mình, người Việt Nam mình. Anh có thể quấn được không? Cái mình này, mình có thể quấn cái này thì sẽ mặc hơi bị khó khăn một chút, bởi vì cái đây là của người dân đang bán. Dạ. Cái của mình nên mình rất là ngại đó mà thứ. Dạ. Các bạn thông cảm. Dạ. Ở đây thì có một cái bà cụ người Lào. Bà thì chắc có lẽ là bà dệt ra những cái này đây đúng không anh? Bà dệt ra những cái hàng thổ cẩm như thế này. Dạ, bà đang nhai trầu và thậm chí là đây là những cái sợi dây đai đúng không anh? À, dây đai được nhuộm màu và bà bán những cái vật phẩm như thế này nè. Họ em thấy rất là hay, ở đây họ không có chèo kéo nha anh. Du lịch họ không có chèo kéo, mình thích thì mình mua, không thích thì đúng thôi rồi. Anh hỏi bà thử coi một cái này là bao nhiêu tiền anh? Một cái này đựng một cái đựng như thế này thì đang bằng tê may này thì tầm 30.000 kíp. À, 30.000 thì cũng rẻ ha. Cái này ở nhà mà cho phụ nữ mà đựng đồ trang sức rồi cũng hay á. Và cái này thì đa số thì họ đi đền chùa thì họ sẽ bó những cái đồ vật ở trong này. Yeah. Như bông và các đồ để đi thờ cúng. Dạ. Là họ mang đi. À. Còn bên đây là cây chuối. Và họ sẽ bán những cái đồ đeo tay anh ha. Đồ đeo tay và những cái vật phẩm đây là để bông, nếu mình lên mình có thể là thắp hương và cầu khấn ở trên đền. Dạ. Ở đây thì rất nhiều chỗ họ bán những cái này ở dưới các đền thờ hay là chùa chiền họ đều bán hết. Dạ. Nên bây giờ tôi mời các bạn đi theo đường bên này. Dạ. Đi lên chính. Để đi vô bên đó là các bà đang thắp đó, đang làm đó hay là đang làm mấy cái bông à. Bông hoa để mà lên cúng đó. Mình sẽ lội bộ còn xa không hay anh Phẩm? Lội bộ từ đây lên đó khoảng chừng là 500m. 500m nữa? 500m là đi lên tới chỗ mới có là mới cái chân đền thờ thôi. Ôi trời. Còn mình phải leo lên bậc thang cỡ tầm hơn 100 bậc thang là mới đi lên tới cái ngọn núi rồi cái đền ở trên đền thờ nằm ở trên núi. Anh có bao giờ tự nghĩ rằng là tại sao cái người cổ xưa tại Lào á họ lại có xây dựng được một cái công trình kiến trúc đồ sộ như thế này? Với những cái công cụ thô sơ thì họ tạc ra những cái tảng đá như em thấy ở bên kia kìa. Những cái khối đá hình chữ nhật vuông vức luôn. Một cách rất là công phu mà họ làm ở trên núi. Qua hàng ngàn năm mà vẫn còn giữ nguyên vẹn không? Thì mình nghĩ là do là cái tín ngưỡng tôn giáo của thời xưa. Họ cái tín ngưỡng tôn giáo của một cái đạo thì thật sự là cái tín ngưỡng tôn giáo. Chỉ có cái tín ngưỡng tôn giáo mà nó quá mạnh mẽ thì nó mới có thể làm như thế này được. Dạ. Thì cũng mong là quý vị xem được cái video này thì có cơ hội đến thăm ngôi đền này để mà cho nhiều người được biết đến ngôi đền cổ này và nhiều người đến đây cầu nguyện để mà nhiều sức khỏe và nhiều điều tốt lành đến với gia đình. Đây là cái con đường vào. Dạ. Con đường vào gọi là cũng là một trong những con đường vào cổng chính của ngôi đền. Ồ vậy ha. Và em nhận thấy ơi tự nhiên vô đây em bị nổi óc cục luôn rồi. Có nghĩa là bị nổi da gà lên á. Vì đặt chân đến một cái công trình ngàn năm tuổi như thế này và lại một cái sự linh thiêng như thế này, mình có cảm tưởng như là mình được rất là may mắn khi được đặt chân đến đây á anh Phẩm. Đúng rồi. Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời ha. Đẹp trời cũng rất là có duyên đó. Dạ. Cũng rất là có duyên, hôm nay là cũng là ngày rằm mà lại được đặt chân lên ngôi đền này. Dạ. Mình cũng là một người hướng dẫn nhưng mà mình cũng rất là ít khi mà có duyên gặp những ngày như thế này mà được lên ngôi đền này. Dạ. Nên hôm nay mình sẽ như các cái tảng đá này thì hai bên đều là họ điêu khắc và xây dựng bằng tay hết, bằng thủ công hết. Lúc xưa thì có một số tảng đá như thế này thì nó bị ngã và bị chôn vùi. Và vừa rồi thì cũng có các nhà khảo cổ học ở từ Ấn Độ họ qua họ trùng tu và khôi phục lại một số cái tàn tích mà họ vẫn còn thể tìm thấy được nên mình mới có được như ngày hôm nay. Dạ. Đây là một cái công trình lịch sử về tín ngưỡng tâm linh. Phía xa xa cái là dưới ngọn núi đó là có một cái tượng thờ của
Là ngay chỗ đó đó ha anh ha, ngay chỗ một cái vách đó đó ha. À, vách núi đó. Giờ chúng ta sẽ đi bộ lên trên đó. Là một trong những 7 công trình văn hóa phi vật thể. Và như anh Phẩm có chia sẻ rất là hay rằng là chỉ khi nào mà lòng tin, tín ngưỡng của con người cao thì người ta mới xây dựng được những cái công trình kiến trúc như thế này. Đúng không? Đúng rồi. Khi đức tin của người ta rất lớn thì chuyện gì thì người ta cũng có thể làm được hết á. Và cô bác của anh chị thấy qua hàng ngàn năm nhưng mà những cái trụ đá như thế này nè vẫn còn đứng vững. Đúng rồi. Ở xa xa em thấy là hai cây thốt nốt. Thốt nốt. Thốt nốt là một cái cây biểu trưng của đất nước Campuchia. Nhưng mà bất ngờ khi là ở đây có hai cái cây thốt nốt ngay cái lối đi chính của cái đền thờ luôn. Đúng rồi. Ở Lào thì không có nhiều cây giống như thế này đúng không anh? Đúng rồi. Ở Lào thì đa số biểu tượng của cái đất nước Lào là cây hoa champa. Hoa champa. Hoa champa là cây hoa sứ, ở mình gọi là cây hoa sứ đó. Dạ. Là cái cây đó là biểu tượng của nước Lào. Dạ. Nhưng mà cây thốt nốt ở đây thì cũng ít, một số vùng là nó có cây thốt nốt thôi. À. Và cũng vô tình là mình cũng không biết như thế nào, nhưng mà ở đây lại có hai cây thốt nốt là ngay cổng ra vào của đền thờ như vậy. Dạ. Người ta nghiên cứu được rằng như Bùi Hồ cũng có trao đổi là cái công trình này không biết là nó có liên quan đến một cái công trình đền thờ Angkor Wat ở Campuchia hay không. Nhưng mà người ta thấy được rằng theo những nhà nghiên cứu học á, những nhà khảo cổ học, người ta thấy là đây là một cái công trình thẳng đến đền thờ Angkor Wat luôn á. Ngọn núi này khá là cao anh ha. Khá là cao. Hai bên đây là gì anh? Hai bên này là cái tàn tích cũ. Dạ. Của cái nhà thờ đạo Hindu. Nhưng mà giống như những nơi này là những nơi cho các tín ngưỡng. Dạ. Và các tín ngưỡng ở và để mà phục vụ cho cái công tác là ở đây là các bạn này là bên UNESCO không? Mấy bạn này là bên không có chụp hình, mấy bạn chụp hình nữa. À. Mấy bạn chụp hình ở đây thôi. Người ta có bay playcam ở trên kìa. Cái chữ ở sau lưng của áo của các bạn là gì? Chữ là cái dịch vụ chụp dịch vụ á. À, cũng khá là hay ha. Trong cái chuỗi hành trình về con người Việt tại Lào cũng như là các kiến trúc văn hóa của Lào á, thì Bùi Hồ chia sẻ đây là một điều khá là tâm linh, dịch vụ chụp hình. Dạ. Ở đây thì cũng rất có nhiều khách du lịch đến từ các nước giống như Lào, Việt Nam, Thái Lan, Campuchia. Bên này là đoàn nào ha? Các đoàn này thì đa số là từ Thái Lan. Dạ, Thái Lan qua. Thái Lan qua. À. Các cái ngôi đền cổ này nè cũng đã được trùng tu, đến ngày hôm nay cũng được trùng tu nhiều lần rồi. Cái thanh sắt đó giống ở Angkor ghê á. Thanh sắt đó. Ở cái thanh sông cửa sổ á. Sông cửa sổ. Ở đây chắc là các bức tường á, các bức tường để mà chặn của khu đền á, đúng không? Đúng rồi. Trên các khu đền. Một cái kiến trúc khá là độc đáo và đẹp luôn. Những cái dấu vết mà màu trắng là dấu vết của trùng tu. Trùng tu á, đúng rồi. À. Trùng tu nó bị bế rồi phải trùng tu lại. Các tảng đá này khi mà rơi xuống nó thì cũng được bảo vệ nguyên vẹn. Người ta để luôn. Làm hàng rào nguyên vẹn như vậy. À. Bán chim phong xanh. Bán chim phong xanh. À. Ô bé này có hai chim nhốt trong lồng nè. Đây là những cái khối đá rất là lớn ha. Khối đá rất là lớn nhưng mà lâu lâu năm rồi. Hồi xưa là cái này là mình nghĩ là một cái chất đá như thế nào đó. Họ mới có thể mà làm cho nó tự gắn kết như thế này là rất là hay. Dạ. Không cần xi măng, không cần chất dính như thế nào mà nó vẫn dính, vẫn đến ngày hôm nay nó vẫn còn
giống như cái hiện trạng cũ. À, nhưng mà em thấy hay chỗ này nè, mỗi một cái viên đá anh đều thấy có một cái lỗ không? Đúng rồi. Một cái lỗ tròn tròn và người ta tính rằng á là cái lỗ đó hoặc là những cái lỗ như thế này nè, là người ta sẽ dùng dây người ta kéo lên. Chính xác. Họ dùng những cái lỗ này để mà dùng dây để mà kéo lên. Nhưng mà để mà xây được một cái nền, cái đền mà trên một cái ngọn núi như thế này đó thì phải trải qua cũng rất lâu năm đúng không? Rất lâu năm. Lúc xưa mà không ông bà lúc xưa là công nhận là cái tín ngưỡng và cái tôn giáo nó mạnh liệt đến mức nào. Dạ. Có thể mới thể làm được như thế này. Không biết là ý nghĩa của những cái trụ như thế này là ý nghĩa như thế nào, nhưng mà dọc đi lên á là có những cái trụ ở trên này hình giống như một cái búp sen đang nở vậy. Đúng rồi. Nè, thậm chí là qua những cái thời gian thì chỉ còn lại những cái trụ này nó ngã xuống á, nó gãy ngang luôn à. Và em nghe nói rằng là cái ngôi đền này là anh nhìn trên cao nhìn xuống nó mới đẹp ha. Đúng rồi. Trên cao nhìn xuống là nhìn thấy khắp hết. Cái ngôi đền nhìn thấy tất cả. Ngôi đền rất là đẹp. Thật ra là để có một cái ngôi đền, những cái kiến trúc nó đồ sộ như thế này á, là người ta làm những cái chân nền móng đá đó làm âm ở dưới đất á, chứ không phải là chỉ phần ở trên mà như cô bác quý anh chị thấy ở qua cái màn hình đâu. Nó còn nằm mị mị ở dưới này đúng không anh? Đúng rồi. Còn cái nền này làm là phải rất là, bởi vì cái nền nằm ở trên cao nên là cái nền thì làm rất là công phu. Dạ. À, anh Phẩm có chia sẻ rằng á, Chăm Ba Sắc á nó giống như là một cái thành phố Sài Gòn của Việt Nam á. Thành phố Bạc Xê, tỉnh Chăm Ba Sắc là một trong những thành phố lớn nhất miền Nam. Dạ. Tây Nam của nước Lào. À. Được ví giống như là một thành phố lớn nhất miền Nam. Đây này, nhìn xuống là nó hùng vĩ lắm. Lội lên đây dù cho có mệt nhưng mà mình vẫn thấy nó vui ha. Người ta cắm tiền vô đó làm gì anh? Cái này là kiểu như mình muốn mua một cái gì đó để mà đi lên làm lễ Phật á. Mình lấy những cái đó. Du khách đến đây rất là nhiều. Và đây là hình ảnh tượng thần. Một tượng thần hình như là thằng này là thằng Vishnu hay như thế nào á. Nhìn sao? Thằng này tên thì mình cũng không có nắm được lắm, nhưng mà từ khi mà lên đền giống như là thằng này là thằng canh ngôi đền này. Dạ. Yeah. Một vị thần này theo Hindu giáo á, Hindu giáo, đạo Hindu á. Và dưới chân của tượng thần á, thì cô bác quý anh chị thấy rất là nhiều lễ vật được cúng ở đây. Và ở bên có hai con voi, hai gọi là ông tượng á. Một cái tượng thần rất là lớn luôn. Được che bởi một cái máy của cái lọng á. Thôi bây giờ tiếp tục rồi. Dạ. À, ở đây những cái móng. Sao nãy giờ anh đi có mệt không? Ồ, không mệt nhưng mà rất là vui. Hôm nay được hướng dẫn viên cho Bùi Hồ. Dạ. Nãy giờ là bao nhiêu, khoảng nửa chưa anh? Khoảng nửa chặng đường chưa? Bây giờ là mình mới bắt đầu leo bậc thang. Lúc nãy giờ là chưa được phân nửa, mới được 1/3 đường thôi. À trời, mới 1/3 đường thôi. 1/3 đường thôi, còn rất là dài. Ở trên có hai cây rất là đẹp luôn á. Hoa Champa của Lào đó. Hoa Champa đâu anh? Cái này là
hoa Champa. À. Sứ này. Hoa sứ hả? Hoa sứ là ủa sao mà cây sứ nó lại lớn như vậy? Cây sứ này là nó được trải qua nhiều năm rồi. Nên là những cây sứ nó rất là lớn. Giống xuống dưới thì em có thể thấy được rằng là một cái hồ nước rất là lớn. Thì đây là cái hồ cổ từ ngày xưa đến giờ luôn hay sao anh Phạm? À, cái hồ này là đã có từ lâu đời, từ khi có đã có ngôi đền này, đã có cái hồ này rồi. Dạ. Yeah. Chắc là mình cũng nghĩ là để phục vụ cho cái công tác tưới tiêu hoặc là công tác sử dụng cho công tác sinh hoạt hàng ngày của thời xưa. Dạ. Yeah. Em thì thường thấy những cái kiến trúc cổ á, thì trước mặt là có thủy tụ. À, theo phong thủy hiện nay của mình biết được á, thủy tụ ngoài sau lưng cái đền này lại thì lại tựa núi, tựa núi. À, đó là một cái kiến trúc cổ mà trước đây em về Huế á, thì những cái bậc vua chúa người ta cũng xây cái lăng mộ hay là những cái công trình nào người ta cũng chọn những cái phong thủy như vậy. Và phải nói là người ngày xưa thì không có vị trí bản đồ nè, nhưng mà không biết bằng cách nào mà họ có thể làm ra được một cái ngôi đền lớn như thế này và đầy đủ yếu tố linh thiêng hanh ha. Đúng rồi. Dạ. Nãy giờ thì anh em mình là lội được bao lâu rồi? Bao xa? Nãy giờ là mình đi lên trên này thì mới được 1/3 con đường đi để đi lên đỉnh núi. Nói chung là đường thì hơi vất vả, hơi khó đi một tí. Nhưng mà đã đến với đền gọi là đền Vật Phu. Ở đây là ngôi đền Vật Phu thì chúng ta nếu mà hữu duyên thì chúng ta nên lên tới đỉnh núi để mà cầu những điều tốt lành đến với gia đình. Dạ. Ờ, thật ra thì có một sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế này nè. Ở Việt Nam thì theo cái ngày rằm tháng 7 là ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Là một trong những ngày mà con cái báo hiếu lại cho cha mẹ. Thì không biết là hôm nay lại đúng cái ngày này anh em mình ở trên cái đền Vật Phu này. Anh thì ở miền Trung, em thì ở miền Nam, nhưng mà phải nó gọi là hữu duyên đúng không anh? Thì cũng mong là cái hành trình hai anh em này đó đi lên đây thì quay cho cô bác thấy được cái đoạn clip này, thì mong cô bác á sẽ mang lại một cái điều gì đó cho cô bác quý anh chị, một niềm vui trong cuộc sống, cũng như là một cái thước phim về một cái ngôi đền linh thiêng tại tỉnh Champasak, một cái tỉnh miền Nam của nước Lào, mà cái ngôi đền này có tuổi đời hơn 1.000 năm. Nãy giờ hai anh em lội khoảng hơn 20 phút mà chỉ mới có 1/3 thôi. 1/3 đoạn đường thôi. Đoạn đường lên trên thì nó còn dốc nữa không anh? Đoạn đường lên trên thì nó hơi dốc một tí, càng lên cao thì độ dốc nó càng cao. Dạ. À, em được biết thì ở đây có hai cái sự linh thiêng mà mình có thể thấy được, đó là giọt nước. Giọt nước từ ở trên đỉnh núi chảy xuống quanh năm. À, thứ hai là một cái tượng Phật mà nếu như mà mình thành tâm mình thì có thể dỡ lên được đúng không anh? Ờ, nếu mà nói chung là theo những lời truyền đạt của ông bà thì mình cầu một điều gì đó thì ở trước tượng Phật thì nó có hai tảng đá lớn tầm 7-8 kg, nhưng mà nếu mà ông bà mà truyền đạt lại thì nếu mà cầu nguyện mà thành tâm mà nếu mà sẽ đạt được thì ta dơ nhấc hòn đá đó lên được. Nhưng mà cái đó là về cái chuyện truyền đạt của ông bà xa xưa rồi, tâm linh. À, nếu mà thật sự ai mà tin tưởng hoặc là có một cái tâm chân thành thì cái đó nó không quan trọng. Nhắc được hay không quan trọng, mà chủ yếu là cái thành tâm trong tâm của mình. Yeah. À, còn cái những truyền đạt đó là người này qua người đời này qua đời kia thì nó như vậy, theo cái phong tục, theo cái tín ngưỡng là như vậy. Dạ. Yeah. À, chứ không phải bắt buộc là phải nhấc được hay không. Có nghĩa là đã đi đến chùa thì mình cầu mong được thứ nhất là sức khỏe nè, bình an nè và hạnh phúc, thì đó là điều quan trọng nhất. Đúng rồi. Trong ngày hôm nay đi, còn nhấc được tượng Phật nó lên hay không thì đó là cũng là một cái điều hữu duyên khác nữa. Đúng rồi. Và may mắn đầu tiên là mình gặp được anh Phẩm là may mắn đầu tiên rồi. À, bây giờ nghe anh nói thì em cũng khá là nôn, thì bây giờ chắc có lẽ là mấy anh em mình tiếp tục hành trình ha. Dạ. Như đền Ăn Co Vác thì ở đây thì mình có nhận thấy hai cái loại đá, đó là đá tổ ong và đá thứ hai là đá sa thạch. Đá tổ ong thì nó có thể thấm được nước và có thể giữ chân cho cái đền này nó cứng hơn. Và đá thứ hai là đá sa thạch đó, nó rất là cứng luôn. Cái cây này là cái cây anh nói cái gì em quên, cái xứ Việt Nam gọi là cây hoa ban hả? Cây hoa Champa. Hoa Champa. Hoa Champa. Lào gọi là hoa Champa. Ờ.
Nhưng mà cái cây nó to ghê á. Chắc cũng vài trăm năm, cỡ ngàn năm anh. Cũng vài trăm năm rồi đó. À. Gốc rất là to. Ở trên đó mấy cô đó làm gì kìa? Mấy cô đó, mấy cô xa xa đó là mấy cô họ họ đi làm nương. Đi làm nương làm rẫy. Cái người Lào á họ sống hòa nhập với thiên nhiên lắm đúng không anh? Đúng rồi. Đa số người dân Lào là đều làm nương làm rẫy. Ở các khu vực miền núi đồng bằng thì đa số là họ làm nương rẫy nhiều. Thế cái phong tục xưa của cha ông thì chủ yếu là làm nông. Trời ơi, còn xa dữ kìa. Thật ra là đi đến đây á, chỉ đi thôi là mình cảm thấy nó vất vả, nó mệt. Nhưng mà nghĩ lại ngày xưa mà ông cha ông của mình á anh làm được cái công trình này phải nói là cực kỳ hên ha. Cực kỳ khó khăn. Dạ. Muôn vàng khó khăn luôn. Ừ, nó đứng luôn á cô bác anh chị. Qua hết cái dốc đứng này là ta sẽ tới đền rồi. Dạ, thì đây cũng là một cái những cái bậc cao đúng không anh? Bậc thẳng. Nhưng mà anh có để ý là họ xây không có chất kết dính gì đúng không? Đúng rồi, không xây chất. Và những cái khối lá đá chất chồng lên nhau thôi. Nhưng mà phải nói nó khít lắm. Đây cây chăm ba. Cây chăm ba này khi nào mới ra hoa anh? Thường thường thì cây chăm ba này thường thường thì đến tháng 5. Dạ. Quá mệt hết. Ui. Cảm giác sao anh? Quá mệt nhưng mà rất là vui. Dạ. Đây. Đi ra đây là ta quay hết được khung cảnh ở dưới. Đây là tới khu chính để đền chưa? Khu chính rồi. Tới đó anh. Đúng rồi. À, tới ngôi đền này. À. Ngồi nghỉ đi. Ôi, rất là mệt cô bác quý anh chị. Mệt nhưng mà lên núi thì mình nó khỏe ha. À, thưa với cô bác quý anh chị, sau khi lội một thời gian khoảng hơn 30 phút thì Bùi Hồ cùng với lại anh Phẩm đã đến được cái khu chính của ngôi đền. Thì ở đây thì chúng ta nhìn xuống thẳng xuống có thể thấy được cái huyện Chăm Ba trước đây. Và cô bác quý anh chị có thể thấy rõ rằng ở đây người ta xây dựng một cách rất là hay rằng là ở đây là đền thượng, ở dưới kia là đền trung và ở dưới là đền hạ. Tại sao Bùi Hồ có thể nói như vậy thì trước đây khi mà đến tỉnh Siêm Nghiệp á. Ô có một người đứng đó. Trước đây khi mà đến một cái đền An Cao Vác á thì có một cái chú tên là chú Tứng, là chú là hướng dẫn viên của đền An Cao Vác á, thì nó giống như là địa ngục trần gian và nơi đang đứng là thiên đàng. Thì người ta cái trong cái đạo Hindu giáo thì người ta sẽ quan điểm rằng là có địa ngục trần gian và thiên đàng. Thì điển hình là rõ nhất là cô bác quý anh chị có thể thấy là ở dưới là cái hồ nước phía trước rất là rộng luôn ha. À, cái bậc thứ nhất đó anh Phẩm. Cái bậc thứ hai là ở trên này. Và cái nơi mà đang đứng cao nhất đó là bậc thứ ba. À, thì anh có thể chia sẻ thêm một tí xíu gì sau khi em cảm giác anh đặt chân đến chỗ này, nhìn tổng quát hết luôn á. Thì cũng xin nói với các bạn là mình đã đến đây rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà cái trải nghiệm hôm nay là rất là vui. Bởi vì là không có lúc nào đi nó cũng mỗi lần đi sẽ có mỗi cái trải nghiệm và mỗi cái cảm xúc khác nhau. Hôm nay thì thật sự lên đây với Bùi Hồ thì với cái quan cảnh như thế này thì mình đã vào đây rất nhiều lần nhưng mà lên trên đỉnh núi thì lần đây là mới chỉ có lần thứ ba thôi. Mình cũng đi rất là nhiều lần nhưng mà vì có về vấn đề là đi lại nhiều nên là khi đến nay thì mình không có sức khỏe để lên trên đỉnh núi, lên đây lần thứ ba và được đi với Bùi Hồ lên đây thì để quay cho các bạn thấy cái khung cảnh như thế này thì hôm nay thật sự là rất là vui. Và cảm ơn Bùi Hồ hôm nay đã là có một chuyến đi tham quan
và với Bùi Hồ thì dạ. Rất là vui. Thật ra thì em mới là người cảm ơn anh, tại vì anh là một người con của Việt Nam, lại sống ở đây rất là lâu, có thể am hiểu được về cái cuộc sống và con người ở đất nước Lào là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có anh là hướng dẫn viên thì em có thể hiểu rõ thêm, mà cô bác quý chị khán giả xem trên kênh em á có thể biết thêm về một cái khu đền khoảng 1.000 năm tuổi, đó là đền Quạch Phu, một cái khu đền mà không phải là muốn đến là đến, phải có duyên mới được á. Đúng rồi. Phải có duyên mới được, cô bác quý chị. Và đặc biệt ngày hôm nay, như lúc nãy Bùi Hồ có nói là hôm nay là ngày báo hiếu ở Việt Nam, thì cũng mong là cha mẹ luôn của anh em mình cũng như là của tất cả mọi người á luôn có sức khỏe dồi dào ha. Và bây giờ mình vô khu chánh điện đi. Bây giờ thì Bùi Hồ cùng với anh Phẩm sẽ đi vào khu chính của ngôi đền. Ở đây thì cô bác quý chị có thể thấy là các bà cụ đang bán dạ. Này nhang không? Dạ. Bao nhiêu tiền? Có một tay rồi. Ship hạ là nhiêu anh? 15.000 ship. Anh đi về cứ ship khác. Thôi buồn tôi bán này. Tao này tí đủ phụ khen hạt dụ. Ồ dạ. Cái này mình có muốn công đức á là mình sẽ treo tiền vào đây. Tùy tâm mình như thế nào. Để họ thực khen, họ cột dây cho mình. À, cột dây lên trả tiền này. Cột dây lên cái tay mình á. À. Không gọi người ta gọi là thăm buôn. Thăm buôn ha. Thăm buôn. Mình sẽ treo một cái tờ tiền lên đây. Bao nhiêu tiền anh? Mình muốn bỏ bao nhiêu cũng được. Dù dạ. Bao nhiêu cũng được. 2.000 thì tiền. Dạ. Kẹp tiền vào đây. Kẹp tờ tiền vào đây ha. Họ sẽ cột dây cho mình. Đi dạ. Hèn hay lục hay lan đưa. Mà ta tặng phát thẻ thì đưa. คนนี้ให้คนนี้ดีกว่าเฒ่านี่กว่าเฒ่าเฒ่าเด้อกวนเลยอย่ามาทําบุญมื้อนี้มีแต่ความทุกข์เด้อจะแปลคนฟังได้โดค่าถูกจริงได้อย่ามาไก่นอนนับก็จะได้เงินหมื่นนอนตื่นจะได้เงินแสนลูกเด้อแปนมือมาให้จะได้แก้เอามานี่โสดปากโสดมีผู้อีดูกูหน้าอูอามูมะมุ่นมาเด้อโดหายบ่ให้มาผ่านม่านหายบ่ให้มาเบียดขอให้มีแต่ความทุกข์ความเจริญเด้อลูกเด้อลูกกับปากเข้มแข็งว่าน้าชาวยาbây giờ là bà kêu là cột dây cho mình, là cầu cho mình là sức khỏe may mắn, ngủ xong thức dậy là có tiền có bạc, có việc làm ổn định, mọi điều đều sức khỏe đến với bản thân. Anh nói với bà là giùm em là em chân thành cảm ơn bà, chúc các cụ của bà ở đây một sức khỏe dồi dào và luôn mạnh khỏe để mà đem lại những cái sợi dây may mắn này cho mọi người. Là bà khó vào hay cọp chay bất khuôn mè dưới ní khăn hay chú đi mi hèn xúc cà phạp khen hèn nè khăn để xoay hay lục hay lán cà mi ta phục khen hay lục hay lán khuôn mà mây càng để âu mà âu xúc cà phạp khen hèn mà mất thuộc khuôn ní càng khó thăm buôn thăm ngan ní mà hay lục hay lán đơ ขอบใจหลายขอบใจอย่าขอบใจหลายล่ะขอบเอิญลุงขอบเอิญนี่จะบ่ผูกบ่ดุThật ra thì thật ra thì khi mà đến đây á với một cái lòng tin thì mình sẽ mong là mọi người khi xem được clip này đều có sự may mắn đến cô bác quý anh chị cũng như là gia đình, và mình tin rằng là trong nhà Phật thì nhân nào quả đó, thì làm mọi việc lành thì phước lành sẽ đến với mình. Và hôm nay may được gặp các cụ ở đây cũng chúc các cụ bằng tiếng Việt một sức khỏe dồi dào. Dạ, thôi bây giờ tạm biệt các cụ, đi lên trên kia ha. Sau khi mà được các cụ người Lào á đeo cho sợi dây may mắn này á, thì anh em mình cũng mong rằng là cuộc sống của anh em mình luôn gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống ha. Thì sau một cái hành trình lội lên cái chính diện của ngôi đền Quạch Phu á, thì em nhận thấy rằng á, thì ở trong cái ngôi đền này đã bị xuống cấp khá là nhiều và có dấu hiệu của sự trùng tu á, thì thậm chí là nước ở đây đã nhiễu lên những cái mái của ngôi đền và gông ghiêu được phủ đầy hết. Thì anh có chia sẻ về sự linh thiêng của ngôi đền này được cho mọi người biết rõ không? Thì như lúc trước đã chia sẻ về cái sự linh thiêng của ngôi đền, thì ở đây thì ngôi đền này thì như các bạn đã biết thì nó có đã lâu đời từ hàng nghìn năm, nhưng mà về cái sự linh thiêng thì chúng ta không nhắc đến nhiều về sự linh thiêng của nó, bởi vì ở đâu, ở ngôi đền nào, ngôi chùa nào, dù có linh thiêng hay không thì chúng cũng chủ yếu là cái tâm của chúng ta tốt, chúng ta làm những việc tốt, làm những việc có ích cho xã hội,
trong cuộc sống thì những cái điều may mắn nó sẽ đến với chúng ta. Dạ. Còn đến ngôi đền nào thì chúng ta cũng tôn thờ và thành kính với nó, thì về cái sự linh thiêng thì chúng ta không nhắc đến nữa. Dạ. Về sự linh thiêng là nó ở nằm trong tâm chúng ta. Dạ. Thì chỉ nói với các vị như vậy thì các vị sẽ hiểu. Thôi bây giờ mình bước vô trong đi. Ok. Cái tường này á, về cái các cái trụ cột của ngôi đền thì nó vuông vức á cô bác quý anh chị, và thậm chí nó khoảng là 6 tấc. Khoảng 6 tấc hai gang tay em là khoảng 6 tấc á. Thì các khối đá này được xếp chồng với nhau mà không có một cái chất kết dính nào cả. Và trước khi vào bên trong phần thờ Phật á, của chính diện của ngôi đền, thì cô bác quý anh chị có thể thấy đây là dấu tích của cái việc thờ trước đây ngôi đền này thờ thần Hindu, theo đạo Hindu. Và người ta chạm khắc rất là tinh xảo luôn. Và bây giờ thì Bùi Hồ sẽ quay cận lại cho cô bác quý anh chị xem ha. Đây những cái tượng thần cưỡi voi. Và anh có thấy là không biết thì ngày xưa người ta đục đẽo như thế nào mà những cái hoa văn nó khuyết vào ở trong đá một cách rất là chi tiết và tỉ mỉ. À, cái này là đều được đục khắc bởi tay hết đúng không anh? Thủ công hết. Đều được khắc bằng thủ công hết. Dạ. Bởi vì khi xưa ông cha ta thì không có thiết bị máy móc, cũng không có khuôn mẫu nào để mà làm ra những cái này. Này cơ bản là bằng cái hoa tay và cái kinh nghiệm của ông cha thời xưa. Ở giữa là một cái tượng thần. Đúng rồi. Một tượng thần đang cưỡi voi, và hai bên ngay chỗ cái này đi xuống thì cũng là hai vị thần gì đó. Đúng rồi. Mà theo đạo Hindu thì anh em mình chắc anh có biết không, em thì cũng không rành lắm. Không có rõ lắm. Dạ. Cái mình cũng nếu mà xong đợt này về thì anh em chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về cái đạo Hindu này. Dạ. Để cho có một dịp nào đó sẽ giới thiệu cho bà con cô bác biết. Dạ. Sâu hơn về cái đạo này. Dạ. Có một cái cổng chính và hai bên là hai cổng phụ. Dạ, và các tượng thần, ba tượng thần khác nhau ha. Đúng rồi. Khác nhau đúng không anh? Khác nhau. Thì em biết là đạo Hindu thì có là thần Vishnu nè, thằng Shiva và thằng Gamma. Đó. Thôi bây giờ mình sẽ vào trong đi anh ha. Đây là chính diện của ngôi đền đó cô bác quý anh chị. Ở phần ở trên thì sau này người ta trùng tu lại có một cái mái che cho cái tượng Phật. Thì trước khi vô đây á, thì Bùi Hồ và anh thì cũng đã có thắp hương để cầu mong một sự may mắn nào đó trong cái cuộc sống. Do là cái thuộc bảo tàng UNESCO công nhận bảo tàng văn hóa phi vật thể á, nên cái việc trùng tu thì phải thông qua sự giám sát của UNESCO. Nên ở đây dù cho có qua hàng ngàn năm nó có bị xuống cấp như thế nào, người ta vẫn giữ nguyên cái kiến trúc như lúc đầu đúng không anh? Đúng rồi. Thì đã qua nhiều lần trùng tu nhưng mà vẫn không thể mà nó làm mà mất đi cái vẻ nguyên sơ cổ xưa. Dạ. Của ngôi đền. Ở trong thì em có thấy là cái tượng gắn một gắn thần của các chùa Nam Tông á. Ở trong đây thì người ta không cho vào nữa cô bác quý anh chị. Ở đây có hai trụ đá hai bên nè. Đúng rồi. Ở đây rất là nhiều tượng Phật, các vị thần. Em nghe nói là có một cái tảng đá nào mà mình thành kính thì mình mới ghim lên được. Đây, các tảng đá trước như thế này. Dạ. Nếu mình thành kính, mình muốn thành kính mình cầu một điều gì đó. Dạ. Thì mình nhấc tảng đá lên. Dạ, anh có thể cầm cho em ghim thử ha. Dạ. Dạ. Mình nên bỏ dép cao không ta? Đi sát vào đây cũng được. Dạ. Đây là các tảng đá này thì theo chia sẻ của mọi người thì nếu như mà có sự thành kính nào đó linh thiêng thì mình có thể mình cầu nguyện và mình sẽ ghim cái tảng đá này thì nó sẽ lên được. Còn không thì không lên được. Thì cũng mong là đến nay dịp may mắn thì ghim được lên được. Được rồi. Dạ. Lòng thành kính thật sự chân thành. Thật ra thì theo trọng lượng của Bùi Hồ nhắc lên đó thì khoảng 6 đến 7 kg. Nhưng mà có nhiều
bấm chụp hình giùm em nắm ở dưới ngay chỗ chụp đó. Có nhiều cô bác quý anh chị nói rằng là nếu như mà những người mà không có duyên hay như thế nào đó thì không thể nhắc lên được. Và ba tảng đá này luôn hả? Em nhắc thử luôn hả? Tảng nào cũng được hết, không cần phải nhắc nhiều. Dạ. Tảng này có ý nghĩa gì đấy? Dạ. À, con cũng không. Dạ. Em để lên trên tảng đá được. Em biết rồi, em biết rồi. Nhưng mà nó bị đổ cái những cái này. Dạ. Thôi coi như là may mắn. Ui. Để xích vô tí xíu. Người ta thường thể để đèn cây lên đây. À. Cô bê đi. Rồi, cảm ơn. Dạ. Dạ. Cô thử bê xem. Về, dạ. Chữa lưng quá tội. Anh phải bỏ mũ ra chứ. À, cô là người Việt luôn á. Người Việt đấy. Người bắt lối nặng phết. Ủa? À, được rồi. Được rồi. Nặng không cô? Cô, theo trọng lượng thì cô khoảng bao nhiêu? Cô ơi, hơn 50 cân. Sao trọng lượng này à? Dạ. Cô nghĩ phải 7-8 cân gì đấy. Dạ. Đúng không? Dạ, đúng rồi. Đây thì vòng vòng ở đây thì em thấy các bức tường này qua hàng ngàn năm đó thì đa số đã bị xuống cấp rất là nhiều ha anh Phong, và bằng chứng là những cái vết nứt của những cái viên gạch xây kìa. Đúng rồi. Và các phần mái kìa anh, phần mái cũng đã bị hư hỏng theo thời gian, nên các cái khung gỗ như thế này là để giữ lại cho cái khung này cho nó khỏi bị trùng tu á, đúng không anh? Để những cái này nó khỏi bị ngã đổ. Dạ. Và anh có để ý rằng đây là những cái viên đá được chất chồng lên nhau. Đúng rồi. Và thậm chí là người ta không có dùng một cái chất kết dính nữa. Đúng rồi. Mà qua hàng ngàn năm nay vẫn giữ y gan vậy ha. Đúng rồi. Và tiếp theo là